Để anh nói rồi. Về triệu chứng cơ thể của viêm ruột thừa thì dĩ nhiên khi một khám một bệnh nhân á, mấy bạn cũng phải nhìn, nghe, sờ, gõ ha, bốn bước đó mình học ở kỹ năng rồi. Thì hầu như viêm ruột thừa mà chưa có biến chứng á thì mấy bạn nhìn, nghe, sờ ha, nhìn nghe gõ gì đó nó không có cái gì đặc biệt hết ha. Khi mấy bạn thăm khám một bệnh nhân, mấy bạn ở nhân viên ruột thừa chưa có biến chứng, mấy bạn sẽ khám được những cái dấu hiệu như thế này. Nhất là các điểm đau mắt buộc này là như hồi nãy bạn mình nói là điểm 1/3 ngoài của đường nối gai chậu trước trên ở dưới rốn ha. Mấy bạn làm sao mấy bạn xác định được rốn thì dễ xác định rồi đúng không? Vậy gai chậu trước trên là chỗ nào hả? Chỗ nào gai chậu trước trên là chỗ nào? Ai dạ thầy, theo em là cái điểm mà mình sờ được ở chỗ cái hông cứng cứng chuẩn chuẩn. Ốm ốm như tôi sờ tôi thấy hông tôi chỗ nào cũng cứng hết đó. Cái móc đó là sao? Đúng, bạn này nó đúng nè. Đúng rồi, hai cái gai chậu là hai cái chỗ mà để cho bạn mặc quần không tuột. Nhưng mà xác định như thế nào? Mấy bạn sờ ở trên người các bạn nè, sờ nghe không nè, các bạn sờ thấy cái xương chậu không? Cái chỗ cao nhất của xương chậu các bạn thấy không? Mấy bạn lần ra phía trước, mấy bạn sờ xuống tuốt xuống dưới, mấy bạn sẽ thấy có một chỗ phồng ra, rồi sau đó xuống dưới nó có hõm vô, được không? Sờ ra cái chỗ nhô ra phía trước nhất, rồi phía chỗ nhô đó có chỗ hõm xuống, thấy không? Thấy không? Thì chỗ đó là gai chậu trước trên. Cái chỗ phồng ra đó, đó là gai chậu trước trên V4. Các bạn học chỉnh hình các bạn sẽ biết. Nhưng giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái móc đó, đó là gai chậu trước trên. Vậy hồi nãy bạn chia phân khu ổ bụng, bạn chia làm chín vùng, thì cái gai chậu trước trên thì mấy bạn phải sờ, sờ cái đất đó chứ, sờ cách đó chứ, đúng không? Đúng không? Các bạn phải sờ được gai chậu trước trên, các bạn mới chia bụng được chín vùng, đúng không? Đúng không các bạn? Và khi mấy bạn sẽ nói cái đường đó dưới rốn, mấy bạn lấy 1/3 ngoài, nó là điểm mắt buộc này. Và mấy bạn sẽ nhìn thấy một cái điểm nó hơi bị nghịch lý ở chỗ này. Mấy bạn nói đau bụng, đau ruột thừa là đau ở đâu? Hố chậu phải hay là 1/4 bụng dưới phải? Các bạn sẽ điểm, vậy tôi hỏi các bạn điểm mắt buộc này nằm ở đâu? Điểm mắt buộc này có nằm trong hố chậu phải hay không? Có không? Không. Điểm mắt buộc này đây, hố chậu phải phải đây không? Điểm mắt buộc này phải đây không? Điểm mắt buộc này nhớ nha, điểm mắt buộc này không có nằm trong hố chậu phải, đúng không? Các bạn khám lâm sàng mấy anh chị mấy bạn ưa ấn đau hố chậu phải, mắt buộc này dương tính là sao, đúng không? Hố chậu phải là hố chậu phải, mắt buộc này là mắt buộc này, mắt buộc này và hố chậu phải không có liên hệ gì với nhau, đúng không? Khi mấy bạn đi học lâm sàng mấy bạn sẽ thấy các bạn ưa bị dướng cái chuyện hố chậu phải với mắt buộc này lắm. Bây giờ mấy bạn thấy rõ ràng điểm mắt buộc này với hố chậu phải hai cái khác nhau. Và trên lâm sàng người ta thích dùng từ ấn đau 1/4 bụng dưới phải nhiều hơn. Tại sao? Một hồi mấy bạn sẽ học mấy điểm này nữa, các bạn sẽ thấy.
Cái điểm thứ hai mấy bạn ấn vào, mấy bạn thấy các bạn ấn đau nữa là điểm lăn. Điểm lăn là điểm nào? Điểm lăn là điểm nào? Hả? Điểm lăn là điểm nối 1 phần 3 phải và 2 phần 3 trái của hai ngay chậu trước chân. Đúng rồi, điểm lăn là điểm nối 1 phần 3 là có phải là cái đường nằm ngang bên cái khu cái phân khu chính vùng không? Các bạn thấy không? Ha. Đó là điểm 1 phần 3 ngoài, 1 phần 3 ngoài lệch về phía bên phải, đó là điểm lăn. Còn điểm la đô, điểm la đô, thầy, điểm la đô là điểm gặp nhau bờ ngoài cơ thẳng bụng phải đường nối hai gai chậu trước chân. Điểm gặp nhau giữa bờ ngoài cơ thẳng bụng và hai gai chậu trước chân, đúng không? Vậy có, nó có nằm trên cái đường nối hai gai chậu trước chân không? Vậy tôi đố các bạn phân biệt được điểm lăn với điểm la đô được không? Có không? Bạn không biết được không? Chắc cái điểm lăn này nó làm sao? Mấy bạn đi đi học lâm sàng khi nào khám bụng, mấy bạn học kỹ năng gì, mấy bạn có lấy cây thước ra mấy bạn đo không? Có chia ra 10 đây qua đây khoảng chừng 30 cm thì bạn lại lấy 10 cm ngoài đậu mấy bạn khám vô trong đó không? Hai điểm này lăn và điểm la đô nó gần với nhau không mấy bạn? Bởi vậy mấy bạn đừng quan trọng tới cái chuyện tên riêng này. Để tôi chỉ cho mấy bạn. Mấy bạn rõ ràng mấy bạn thấy điểm bắt buộc đây nằm đây đúng không? Điểm lăn nằm đây đúng không? Điểm la đô chắc cũng nằm gần gần đây à. Hai điểm này, ba điểm này nó gần gần trùng với nhau không? Vậy nó có ý nghĩa nhiều không? Khi mấy bạn khám lâm sàng, mấy bạn có lấy thước mấy bạn đo không? Ha. Bây giờ tôi không có quan trọng mấy bạn tên đó là gì. Nhưng mấy bạn ha, các bạn nhớ khi mấy bạn khám đau, mấy bạn ấn đau 1/4 bụng dưới phải này thì hãy nhớ nó là điểm viêm ruột thừa. Còn mấy điểm này nhớ để làm gì? Rồi nhớ để thi. Ha, nhớ để thi. Rồi. Điểm lăn, điểm trên màu chậu. Như tôi nói điểm lăn, điểm la đô, điểm mắt buộc này nó đau là do cái đầu gốc ruột thừa, thì đầu gốc ruột thừa nó nằm ở đâu. Cái điểm trên màu chậu mấy bạn sẽ gặp ở bệnh nhân nào? Viêm ruột thừa sau manh tràng. Điểm trên màu chậu nó nằm ở đâu? Mấy bạn lấy tay sờ ở vùng hông rồi đúng không? Mấy bạn kéo ra ở sau xương phía sau lưng mấy bạn thấy điểm cao không? Điểm cao nhất ở cái xương cắm chậu ở phía sau á. Đúng không? Lên đó khoảng 5 cm. Ha. Thì điểm đó người ta gọi là điểm trên màu chậu. Ha. Thấy không? Ở phía sau á, điểm đó người ta gọi là điểm trên màu chậu. Điểm trên màu chậu này nó có thể gặp ở nhiều bệnh lý, có thể là viêm đài bể thận cấp, có thể là viêm ruột thừa, có thể là viêm nhiễm khoang quanh thận ha. Điểm trên màu chậu ha. Khi mấy bạn thấy một bệnh nhân đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, lan hốt chậu phải hay lan 1/4 bụng trên phải, nhưng mà mấy bạn khám ở vùng trước này nè, không có đau gì hết, mấy bạn ấn vô không đau, nhưng mà điểm ở phía sau trên màu chậu rất đau ha, thì mấy bạn hãy cảnh giác coi chừng là viêm ruột thừa sau manh tràng. Đó là các điểm đau. Còn các dấu hiệu của mấy bạn khám, các bạn sẽ có các dấu hiệu như đề kháng hố chậu phải, phản ứng dội hay co cứng thành bụng. Các bạn biết có học là phản ứng thành bụng lần nào chưa? Phản ứng thành bụng nó sẽ xảy ra
trong trường hợp nào? Phản ứng thành bụng xảy ra khi có tình trạng viêm nhiễm ở lá phúc mạc thành. Biết phúc mạc thành không? Ổ bụng của mình, hay là khoang phúc mạc của mình, khoang phúc mạc nó được, nó bình thường nó là một cái khoang ảo. Nó sẽ được tạo bởi hai lá phúc mạc, đó là lá phúc mạc tạng và lá phúc mạc thành. Lá phúc mạc tạng là cái lá phúc mạc mà bao quanh các tạng, các cơ quan. Cái lá phúc mạc thành là cái lá phúc mạc ở sát thành bụng ha. Thì người ta nói đó là lá phúc mạc thành. Các phản ứng thành bụng mấy bạn có khi nào khi nó có viêm nhiễm hay nó có kích thích ở lá phúc mạc thành? Phản ứng thành bụng các bạn sẽ có 4 mức độ tùy theo nó là viêm nhiễm nhiều hay viêm nhiễm ít. Các bạn sẽ có 4 mức độ. Mức độ cao nhất của các bạn thể gì? Co cứng thành bụng. Co cứng thành bụng khi mấy bạn khám, mấy bạn thường gặp ở trong những cái bệnh lý là viêm thủng dạ dày, thủng ổ loét dạ dày tá tràng. Thì cái dịch của dạ dày tá tràng là dịch axit, nó mới có thể có khả năng đủ gây cái co cứng thành bụng. Co cứng thành bụng các bạn khám như thế nào? Các bạn sẽ thấy người ta mô tả là bụng ấn cứng như gì? Gỗ. À, các bạn ấn xuống một bàn. Mà các bạn dễ hình dung nhất là mấy bạn khám, các bạn thấy như thế nào? Các bạn gồng cái tay các bạn lại đi. Các bạn gồng thật chặt và mấy bạn ấn thật mạnh vô. À, gồng thật chặt, ấn thật mạnh. Thì khi mà các bạn sờ trên bụng bệnh nhân á, các bạn sờ có cảm giác đó mà bệnh nhân người ta đau á, người ta đau rất dữ và người ta gồng cứng lại sờ lên vậy là người ta đã đau á, thì cái đó là co cứng thành bụng. À, cái dấu hiệu thứ hai, cái dấu hiệu thứ hai của một tình trạng viêm phúc mạc nặng hơn đó là cái gì? Cảm ứng phúc mạc. Cảm ứng phúc mạc thực chất, cảm ứng phúc mạc các bạn gặp ở một bệnh nhân viêm phúc mạc cũng giống như co cứng thành bụng vậy. Nhưng cái cơ co cứng thành bụng là gì? Cái cơ của bệnh nhân còn đủ sức co lại. Còn cảm ứng phúc mạc là cái cơ bệnh nhân không đủ sức để co. Nó có thể là ở một tình trạng viêm phúc mạc muộn. Thí dụ như bệnh nhân vừa thủng ổ loét dạ dày vô với các bạn một khoảng chừng 15-16 tiếng đồng hồ á, người ta cái cơ nó còn co nổi thì mấy bạn khám có co cứng thành bụng. Chứ còn để 3 ngày vô với mấy bạn cơ bệnh nhân còn co nữa không? Hết co nổi rồi. Thì mấy bạn ấn vô, ấn nhẹ vô bụng bệnh nhân mềm nhưng mà rất đau ha, người ta gọi quá là ở những bệnh nhân già, những người lớn tuổi già, cái cơ có co giống như thanh niên nổi không? Không, nhớ co cứng thành bụng là cơ co tự ý nha, co không nổi thì lúc đó nó không khám, sẽ không có co cứng thành bụng nữa, mà nó là cảm ứng phúc mạc. Hoặc ở những phụ nữ sinh đẻ nhiều, cái thành bụng người ta nhão ra ha. Cái mức độ thứ ba của bạn là đề kháng thành bụng. Là sao? Đề kháng, các bạn ấn nhẹ trên này bệnh nhân chưa đau, nhưng khi các bạn ấn xuống, vừa xuống một ít thôi ha, thì bệnh nhân đau và bệnh nhân gồng cứng cái cơ lại, và một gồng cứng cơ lại để bệnh nhân tự gồng cứng cơ lại để chống lại cái ấn của các bạn, thì cái đó là đề kháng thành bụng. Còn phản ứng dội là như thế nào? Phản ứng dội, phản ứng dội giống như thường mấy bạn khám ở điểm mắt bụng này, mấy bạn ấn sâu, ấn từ từ nhẹ nhẹ, ấn sâu vô ha, dùng các đầu ngón tay của mình ấn từ từ, ấn nhẹ, ấn sâu vô, bệnh nhân chưa có đau ha, ấn sâu vô, các bạn rút tay đột ngột ra, bệnh nhân trừng mắt mới nhìn mấy bạn, đuổi mấy bạn đi, cái đó là phản ứng dội dương tính. Tại sao? Khi mấy bạn ấn vô từ từ vô ha, cái lá phúc mạc của mình, lá phúc mạc thành nó sẽ căng giãn một cách từ từ, nó không có thay đổi áp lực ha. Nhưng nếu mà một lá phúc mạc mà nó viêm nhiễm á, mấy bạn ấn từ từ vô, nó căng giãn từ từ, nó không có thay đổi áp lực nhanh chóng, nó không có đau, buông ra một cái nó giống như sợi dây thun, mấy bạn tưởng tượng không, buông ra buông vô, thì có phải là cái đó nó làm thay đổi áp lực của cái lá phúc mạc, nó sẽ gây bệnh nhân đau rất dữ dội ha, nó gây ra bệnh nhân đau rất dữ dội.
các bạn ấn vô rồi buông ra, bệnh nhân giật khóc người lên luôn ha, thì cái đó là phản ứng dội ha, hay gọi là lưng bẹt sai ha. Thì hai cái mức độ mà mấy bạn có thường thấy trong một cái bệnh nhân viêm ruột thừa nó là cái gì? Phản ứng dội ha, là cái mức độ viêm ruột thừa nó còn ở giai đoạn xung huyết hay là gì đó. Còn đề kháng thành bụng có thể nó là ở giai đoạn nôn mũ hay giai đoạn hoại tử, nó sẽ có đề kháng ha. Còn nếu mà bệnh ruột thừa nó thủng, nó vỡ, mũ nó trào trong ổ bụng, mấy bạn có thể có khảm có co cứng thành bụng ha. Cái dấu hiệu thứ tư đó là dấu cơ thắt lưng chậu. Dấu cơ thắt lưng chậu, cơ thắt lưng chậu là cơ gì? Học chưa? Cơ xót nghe chưa? Nó nằm khối cơ thắt lưng chậu nó nằm ở phía sau nè ha. Dấu hiệu cơ thắt lưng chậu hay dấu hiệu cơ xót á, nó xảy ra ở trong những trường hợp viêm ruột thừa sau manh tràng. Sau manh tràng là cái ruột thừa nó tì lên cái cơ thắt lưng chậu liền, thì nó sẽ gây cái viêm nhiễm ở đây. Khi cơ thắt lưng chậu là mấy bạn làm sao? Cho bệnh nhân nằm sang, nghiêng sang trái, thẳng cái chân ra, và mấy bạn từ từ mấy bạn lấy chân kéo ra sao. Mấy bạn thử làm động tác đó thì sao? Có phải nguyên vùng này nó căng không? Nó căng thì nó sẽ gây kích thích cái cơ đó, mà cái ổ viêm nhiễm xung quanh gây kích thích nó sẽ gây đau ha, đó là cơ thắt lưng chậu. Hoặc cơ thắt lưng chậu các bạn có thể thực hiện một cách bằng một cách động tác khác nữa là bệnh nhân nằm ngửa, bệnh nhân co cái chân này lên và mấy bạn lấy tay mấy bạn đè cái chân này xuống, đúng không? Thì rõ ràng là cái cơ này nó căng ra ha. Dấu hiệu cơ bịch, dấu hiệu cơ bịch khi ruột thừa nằm ở vùng tiểu khung sát cái cơ bịch. Cơ bịch là cơ ở vùng mông. Các bạn cho bệnh nhân nằm ngửa ha, một chân bên trái thẳng, chân bên phải co và các bạn xoay trong ha, xoay vô trong, xoay cái đùi trong thì cẳng chân ra ngoài, thì nó sẽ kích thích cái vùng đó, nó sẽ gây đau. Cơ bịch này nó gặp trong, dấu cơ bịch này gặp trong có thể viêm ruột thừa ở vùng tiểu khung hoặc là thoát vị bịch ha. Robinside, cái này thì nó dễ thực hiện. Khi cho bệnh nhân nằm ngửa ha, hai chân co, đúng rồi, đúng không? Khi mấy bạn khám bụng lúc nào cũng vậy, nằm ngửa và chân nó co. Mấy bạn dùng tay mấy bạn ấn vào bên trái thì bệnh nhân sẽ đau ở một phần tư bụng bên phải. Ha, chứng tỏ nó có viêm nhiễm ở đó ha. Nó sẽ là dấu Robinside. Những dấu hiệu này nó chứng tỏ mình có một tình trạng viêm nhiễm bên trong cái ổ bụng ở một phần tư bụng trên phải đó ha. Và cái dấu hiệu mấy bạn nên nhớ quan trọng nhất là gì? Đề kháng ở vùng hố chậu phải hay là một phần tư bụng, dùng từ chính xác hơn là một phần tư bụng dưới phải, và phản ứng dội ha, ở vùng đó, thì đó là cái dấu hiệu quan trọng nhất. Triệu chứng toàn thân ở một bệnh nhân viêm ruột thừa chưa có biến chứng, viêm ruột thừa chưa biến chứng này là giai đoạn nào? Xung huyết và nôn mũ ha, nó chưa có biến chứng thì mấy bạn khám toàn thân bệnh nhân sẽ không có dấu hiệu gì đặc biệt so với mình hết. Bệnh nhân có sốt thì cũng sốt nhẹ thôi, khoảng 37.5-38 độ thôi, mạch nó 90-100 lần ha. Ở những bệnh nhân có viêm ruột thừa mà có
sốt cao trên 39 ha, mạch nhanh trên 100, triệu chứng môi khô lưỡi bẩn rõ thì mấy bạn hãy coi chừng, đó là viêm ruột thừa có biến chứng ha. Còn mấy bạn khám mà mấy bạn ít nghi ngờ viêm ruột thừa mà cộng thêm mấy cái triệu chứng toàn thân nặng nề thì mấy bạn hãy coi chừng, nó không phải là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa mà khi mà có triệu chứng toàn thân nặng nề á ha, là nó là viêm ruột thừa có biến chứng ha, biến chứng thủng áp xe hay là gì đó nó mới có. Những cái biến chứng này nó chứng tỏ là gì? Có một tình trạng gì? Nhiễm trùng huyết, nó gần như là nhiễm trùng huyết vậy đó ha. Nó ở giai đoạn gần như giai đoạn nhiễm trùng huyết thì nó mới có cái biến chứng mạch nhanh, huyết áp tụt ha, sốt 39-40 độ ha, mạch nhanh lên 100-120 gì đó. Bởi vậy người ta nói mấy bạn, bởi triệu chứng của viêm ruột thừa nó rất nhiều triệu chứng ha. Bởi vậy người ta nói mấy bạn đau bụng 1/4 bụng dưới phải ha, kèm theo sốt nhẹ thì mấy bạn hãy nghĩ tới viêm ruột thừa ha. Nghĩ tới viêm ruột thừa đầu tiên rồi hãy loại trừ mấy bệnh khác ha. Về cận lâm sàng dùng để chẩn đoán viêm ruột thừa, cận lâm sàng dùng để chẩn đoán viêm ruột thừa thì hiện tại tới thời điểm này chưa có một cận lâm sàng nào mình gọi là chẩn đoán chắc chắn 100% là viêm ruột thừa hết ha. Những cái cận lâm sàng hay nó chủ yếu là gì? Hỗ trợ giúp mấy bạn chẩn đoán viêm ruột thừa chủ yếu vẫn dựa vào bệnh sử và khám lâm sàng ha. Cái thứ nhất, cận lâm sàng giúp mấy bạn, hỗ trợ mấy bạn là gì? Cái công thức máu. Công thức máu thì ở trong đó nó sẽ có cái bạch cầu ha, bạch cầu từ bạch cầu có, nó sẽ tăng, giá trị bạch cầu bình thường nó khoảng dưới 10.000. Khi bạch cầu tăng cao trên 10.000 thì nó chứng tỏ bạch cầu, nó có phải chứng tỏ mấy bạn là viêm ruột thừa không? Không, nó chứng tỏ mấy bạn có ổ viêm nhiễm thôi ha. Bạch cầu tăng chứng tỏ có viêm nhiễm. Bạch cầu cao cộng với đau hố chậu phải, đau 1/4 bụng dưới phải thì nó chứng tỏ có cái viêm nhiễm ở vùng đó thì mình nghĩ nó là viêm ruột thừa chứ mình không có nói. Cái thứ hai là cái siêu âm bụng. Siêu âm bụng thì người ta thấy cái gì? Kích thước ruột thừa tăng lên ha, và thành ruột thừa dày, nó có cái dấu hiệu là ngón tay chỉ finger size hay dấu hiệu hình bia target size ha. Tuy nhiên cái siêu âm này nó phụ thuộc vào người đọc, và cái hình ảnh viêm ruột thừa không phải lúc nào mấy bạn cũng thấy, vì thế độ nhạy của nó cũng 90, khoảng 90% ha. Độ nhạy đồ đặc hiệu nó cũng 90. Đây là một cái hình ảnh của viêm ruột thừa ha. Đây là hình ảnh ruột thừa bình thường ha, ruột thừa bình thường. Khi ruột thừa viêm nó sẽ có hình ảnh dày lên ha, và nó tạo các vòng đồng tâm ha. Hình này người ta gọi là target size ha. Đây là cái một cái trường hợp như hồi nãy ha. Các bạn sẽ thấy trường hợp như hồi nãy. Cái trường hợp bệnh nhân hồi nãy đến với các bạn Nguyễn Hồng S gì đó. Ha. Các bạn thấy bạch cầu tăng ha. Giá trị bình thường của nó khoảng 10.000 thôi. Nhưng giờ nó tăng lên khoảng 13.000 và bạch cầu chủ yếu là tăng đa nhân trung tính ha. Cái thứ hai, ruột thừa nó bắt đầu có hình ảnh của cái target size
là người ta đo cái kích thước của ruột thừa nó khoảng 9mm ha. Nó lớn hơn kích thước bình thường chưa? Lớn hơn. Và đôi khi mấy bạn sẽ không thấy được hình ảnh như thế này, nhưng mấy bạn sẽ thấy là gì? Nó có hiện tượng viêm nhiễm xung quanh cái ruột thừa và nó có dịch ở xung quanh, thì chứng tỏ nó có tình trạng viêm nhiễm xung quanh đó, thì người ta cũng nghĩ tới cái ruột thừa. Nếu không phải lúc nào người ta cũng thấy được như vậy. Rồi, cái cận lâm sàng thứ ba của mấy bạn đó là cái gì? CT scan. CT scan ngày nay cũng chụp một cách thường quy, giá trị của nó tương đối là cao, khoảng 90-95%. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một cái cận lâm sàng dùng để chẩn đoán chắc chắn viêm ruột thừa. Nếu CT scan mấy bạn thấy được cái hình ảnh ruột thừa lớn, có sỏi phân và có thâm nhiễm xung quanh lòng ruột thừa, thì nó chứng tỏ là nó có hình ảnh viêm ruột thừa. Đây là cái gì? Sỏi phân, hình ảnh sỏi phân. Và cái này là cái gì? Hình ảnh ruột thừa lớn, to và có thâm nhiễm xung quanh. Ha. Hình ngón tay không có siêu âm, cũng không có trên CT ha. Ở CT mình sẽ thấy được một cái cấu trúc giống như là ruột thừa, một cái cấu trúc tiêu hóa và nó đổ vào manh tràng, thì mình nghĩ cái cấu trúc này nó là ruột thừa ha. Bình thường trên CT bình thường mình ít khó thấy, nhưng mà nếu mà có hình ảnh đó và ruột thừa nó viêm nhiễm thì nó sẽ tăng cái bắt thuốc cản quang. Ngày nay người ta còn dùng một cái người ta gọi là nội soi chẩn đoán, dùng để xác định, nhất là ở những phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, cho chẩn đoán có nhiều trường hợp chẩn đoán khó khăn, người ta phải dùng cái gì? Nội soi chẩn đoán. Có nghĩa là cái gì? Người ta đưa một cái camera, giống như mình mổ nội soi vậy, người ta đưa một cái camera vào bên trong ổ bụng và người ta nhìn cái ruột thừa ha. Người ta nhìn cái ruột thừa, nếu mà ruột thừa nó viêm thì người ta sẽ đặt thêm vài tổ chu ca nữa để người ta cắt luôn cái ruột thừa đó ha. Người ta có gọi là nội soi chẩn đoán. Đây là một cái thang điểm Avorado. Cái thang điểm này để giúp mấy bạn có một cái hướng chẩn đoán và xử trí cái viêm ruột thừa nó đúng đắn hơn, chẩn đoán đúng đắn hơn ha, và xử trí viêm ruột thừa đúng đắn hơn. Thang điểm này nó sẽ gồm các triệu chứng và các số điểm. Ở đây tổng số điểm này là 10. Trong cái triệu chứng nó có gì? Đau di chuyển, có nghĩa là gì? Cơn đau điển hình, đau vùng thượng vị, sau đó lan xuống hố cho phải. Nếu bệnh nhân có cái điểm đó, mấy bạn đánh vô một điểm. Cái thang điểm này nó hữu ích đối với những bạn giống như những bác sĩ mới ra trường ha, hoặc là sinh viên của mình ha, nó hữu ích. Thứ hai là bệnh nhân có chán ăn, mấy bạn đánh một điểm. Thứ ba, buồn nôn hoặc là nôn ói thì một điểm. Đau bụng mà 1/4 bụng dưới phải mà có phản ứng thành bụng, phản ứng dội hay đề kháng thành bụng á, thì nó sẽ được 2 điểm. Đau bụng 1/4 dưới bụng là 2 điểm, có phản ứng dội là 1 điểm ha, phản ứng dội hay đề kháng gì đó 1 điểm. Và sốt ha, nhiệt độ tăng lên, sốt, bạch cầu cao 2 điểm, và bạch cầu chuyển trái, có nghĩa là tăng gì?
đúng rồi, tăng đa nhân trung tính thì sẽ được điểm. Mấy bạn cộng lại hết tất cả các điểm đó ha. Nếu bệnh nhân được 9 tới 10 điểm, chắc chắn viêm ruột thừa, không cần làm thêm một xét nghiệm nào khác, có thể chỉ định điều trị ngay như viêm ruột thừa. Cái thứ hai, 7 đến 8 điểm thì cái khả năng bệnh nhân này là viêm ruột thừa cao, mấy bạn có thể xem xét điều trị như viêm ruột thừa, không cần phải chẩn đoán, không cần phải chụp gì hết. Nhưng nếu bệnh nhân chỉ có 5 đến 6 điểm thì mấy bạn nghi ngờ nó là viêm ruột thừa nhưng mà không loại trừ hoàn toàn, các bạn có thể chụp thêm một cái CT scan ha, một cái CT scan để cái gì, để mấy bạn có hướng điều trị thích hợp hơn, có phải là viêm ruột thừa có cần phải mổ hay không, hay là chỉ cần nhập viện theo dõi điều trị, hay là cho bệnh nhân xuất viện về nhà. Và nếu bệnh nhân không tới 4 điểm thì hầu như không phải là viêm ruột thừa ha. Thì cái thang thời điểm Avogadro này nó giúp cho mấy bạn mới tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng khi mấy bạn tiếp xúc nhiều rồi thì cái thang điểm này nó không còn giá trị lắm. Tuy nhiên nếu mấy bạn, khi mấy bạn có kinh nghiệm lâm sàng rồi thì nó không còn giá trị. Tuy nhiên đối với mình, khi mình mới tiếp xúc thì cái thang điểm này nó giúp mấy bạn đỡ bỏ sót bệnh nhân hơn. Rồi ha, chẩn đoán nó qua đây ha. Chẩn đoán nó thì như tôi nói, chủ yếu là chẩn đoán dựa vào khám lâm sàng và tài chính, lâm sàng và bệnh sử tài chính ha. Bạch cầu thì nó tăng cái bạch cầu, chủ yếu là có nhiễm trùng ha. Chẩn đoán phân biệt, một dọc chẩn đoán phân biệt như thế này. Mấy bạn, khi mấy bạn thấy bệnh nhân đau ở 1/4 bụng trên phải, dưới phải, thì mấy bạn hãy nghĩ tới những cái cơ quan, nhớ lại giải phẫu của mình, những cái cơ quan nào ở vị trí đó thì nó đều là chẩn đoán phân biệt với cái viêm ruột thừa hết. Tuy nhiên khi mấy bạn đi lâm sàng, mấy bạn nhớ chẩn đoán phân biệt là cái gì, là những cái mà trên, sau khi mình hỏi bệnh sử, mình khám lâm sàng mà mình không loại trừ được thì mình mới đưa nó vô chẩn đoán phân biệt để mình nhờ cận lâm sàng chẩn đoán cho mình. Một bệnh nhân nam 39 tuổi đến với bạn đau bụng hố chậu phải, ấn đau nhẹ hố chậu phải, các bạn chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa, chẩn đoán phân biệt với nang buồng trứng vỡ, đúng không hả? Bệnh nhân nam làm gì có nang buồng trứng mà vỡ ha? Có đó, anh chị của mấy bạn luôn ha. Nói như vậy là cái gì? Chẩn đoán phân biệt, khi mấy bạn đi học, chẩn đoán phân biệt không phải là trong sách có bao nhiêu chẩn đoán phân biệt là mấy bạn bê vô bệnh án, mấy bạn là chẩn đoán phân biệt, mà trên lâm sàng, mấy bạn sau khi mấy bạn hỏi bệnh sử, mấy bạn khám lâm sàng, mấy bạn có biện luận trong đầu, những cái nào mà mấy bạn biện luận không ra thì mấy bạn mới đưa vô bệnh án là chẩn đoán phân biệt, hiểu không ha? Đây, mấy bạn nhìn thấy ở nam ha, làm gì có thai ngoài tử cung vỡ, làm gì có viêm phục mạch cho viêm phần bụ, làm gì có nang buồng trứng phải xoắn, làm gì có viêm phần phụ ha, làm gì có hội chứng Mr. Mạc. Hội chứng Mr. Mạc nó là hội chứng xuất huyết giữa kỳ kinh, có nghĩa là cái nang hoàng thể của mấy bạn giữa kỳ kinh thì nó có sự rụng trứng ha, khi phóng thích trứng thì cái nang hoàng thể nó sẽ vỡ ra và thông thường thì nó sẽ tự cầm máu, còn nếu nó không cầm máu được thì nó cứ chảy máu rỉ rả làm cho phản ứng đau ở ngay chỗ đó, ngay bụng dưới phải đó, thì làm mấy bạn chỉ nói phân biệt. Thì bởi vì mấy bạn thấy, bởi vì phụ nữ có vô số cái, nếu là phụ nữ thì các bạn phải vô số cái để mấy bạn loại trừ, còn đàn ông thì dễ lắm ha, không có mấy đó bỏ vô, chuẩn đoán là viêm ruột thừa nó chính xác hơn ha. Viêm phần phụ mấy bạn mai mốt mấy bạn đi học sản á, các bạn sẽ thấy phần phụ người ta nói là tai vòi buồng trứng ha, thì cái đó là phần phụ ha, tai vòi buồng trứng đó là phần phụ.
phần phụ là phần phụ của cái cơ quan sinh dục á. Vậy thể lâm sàng, tùy theo thể lâm sàng, tùy theo cái dạng lâm sàng mà các bạn có triệu chứng lâm sàng khác nhau. Ví dụ như viêm ruột thừa ở người có thai thì sao, nó không còn đau ở bụng phải nữa, mà do cái tử cung nó to, nó đẩy lên ha, nó đẩy lên có thể bệnh nhân đau ở vùng hông hoặc là ở vùng dưới gan, hoặc ở những bệnh nhân mà viêm ruột thừa sau manh tràng có thể nó đau ở phía sau, nó còn không đau phía trước. Viêm ruột thừa ở tử cung nó đau ở phía vùng hạ vị, nó không còn đau ở 1/4 bụng phải nữa ha. Viêm ruột thừa ở bên trái, ở những người mà đảo ngược phủ tạng thì bây giờ bệnh nhân đau bên trái không còn đau bên phải. Bởi vậy một bệnh nhân mà các bạn ấn đau bên trái mà các bạn không có xác định, thấy đau rất dữ dội nhưng mà không xác định được bệnh lý gì, các bạn hãy đặt ống nghe vô nghe coi cái tim nó nằm bên nào ha, tim nằm bên phải hay nằm bên trái. Nếu mà tim nằm bên phải thì coi chừng đó, viêm ruột thừa ở bên trái do đảo ngược phủ tạng ha. Còn theo diễn tiến của bệnh áp xe ruột thừa hay viêm phúc mạc ruột thừa hay đám quấn ruột thừa, nếu áp xe ruột thừa là gì, ruột thừa ở giai đoạn hoại tử mà bạn không mổ nữa thì nó sẽ cắt quay ruột, ruột non mạc nó lớn, nó sẽ đến bám xung quanh cái ruột thừa, nó sẽ bám xung quanh ruột thừa tạo thành một khối như vậy, và mủ nó vỡ bên trong cái khối đó, cái mủ nó nằm khu trú ở cái khối đó, nó không có vỡ ra xung quanh, thì cái khối đó người ta gọi là áp xe ruột thừa. Còn nếu các tạng nó không có bám tới ruột thừa vỡ và nó mủ nó lan tràn bên trong ổ bụng hết thì cái đó gọi là viêm phúc mạc ruột thừa. Nó vậy khó hình dung để tôi cho các bạn coi. Đây là một cái trường hợp áp xe ruột thừa. Mấy bạn thấy cái ổ mủ, mấy cái quai ruột nó đến bám vào thành bụng ha. Cái ruột thừa nó nằm trong cái ổ mủ này, mình phải phá ra thì mủ nó mới trào ra. Thì cái này người ta gọi là áp xe ruột thừa ha. Mủ nó, mấy bạn thấy ban đầu ổ bụng rất là sạch. Các bạn thấy ban đầu ổ bụng rất sạch, không có mủ gì xung quanh hết, là do gì? Các quai ruột nó đến nó bám khu trú cái ổ mủ đó lại ha. Đây, ở phía trên này rất là sạch, thấy không? Xung quanh sạch không có mủ gì hết. Chỉ khi đó, khi mình mổ mình phá nó ra ha thì mủ nó trào ra, thì đó là cái áp xe ruột thừa. Ha. Áp xe là mủ đó ha. Rồi, còn cái viêm phúc mạc là cái gì? Nó không có cái quai ruột tới khu trú nữa, mà nó bắt đầu nó mủ, nó tự ruột thừa nó vỡ, nó lan tràn bên trong ổ bụng. Quay mày hả?